dễ bị cay. Bàn tay Hunter, một lựa chọn off lane cứng cáp. Anh nhớ ngày xưa Liquid cũ ấy, Nigma ấy, hay có cái bài TA với cả Thai Hunter đấy. Trận nào cũng thấy Guiha cầm TA, xong rồi Michael Cho cầm Thai Hunter. Cái bài này tương đối là hiệu quả. Đẩy sớm. Bây giờ Big Bang có một lần thua rồi. Hôm đấy là anh Thắng cầm Thai Hunter, Miracle cầm TA, thua. Lâu rồi, khoảng tầm 2 tuần. Mua đồ đi rừng có tốn tiền không? Đồ đi rừng là đồ gì hả bạn? Đồ neutral item, đồ đấy là rơi từ trong clip rừng ra. Và mỗi team sẽ có 4 đồ theo từng tier. Tier 1 4 đồ, tier 2 4 đồ. Cứ lên theo từng phút, 7 phút, 17 phút, 27 phút, 37 phút. Sau đó là 60 phút thì sẽ có đồ tier 5. Và đó là Doom. Và đi Doom đến từ Aster rồi. Ở bên phía của team TNC cũng cẩn thận dành cho mỗi lượt pick của Aster một lượt ban Winter Wyvern để cản lại lượng sát thương vật lý. Cản được sát thương đến từ TA. Em nghĩ là TNC cần thêm những cái con hero khả năng bắt bớ. Thường thì trong lineup của Liquid ấy, anh em nhớ nếu mà ngày xưa Quava chơi một cái con hero mid có khả năng carry thì Mickey sẽ chơi cái con hero giống kiểu như là semi carry nhiều hơn, sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ bắt bớ thay cho mid hero. Và trận đấu này thì không biết là TNC họ sẽ lựa chọn gì để có thể bớ được vào vị trí Winter Wyvern đây. Một con hero có một cái tầm cast range tương đối là xa để có thể counter lại TA. Cứu người bằng câu Embrace, xong rồi có Winter Curse, rất yên tâm. Những người chơi Winter dạo đây họ hay đóng Holy Oak Head để tăng thêm khả năng hồi máu của Embrace. Nó sẽ kết hợp với cả cái talent level 10. Và anh ta đã hồi được khoảng tầm 40-50% cây máu của đồng đội. Rất là nhiều. Chỉ còn một lần đóng tủ lạnh thôi. Lion. Vừa có thể Lúc đa phép. Vừa có thể làm cho Winter này phế luôn. Mắc nốt rồi. Mắc nốt của DD. Monet. Monet mắc nốt carry. Anh thì anh đang nghĩ là Ash carry. Thế thì nên là một con Magnus đi off và chúng ta sẽ last pick. Nhưng mà các team tàu thì hay chơi Magnus đi mid. Team này có lẽ là một con Magnus đi mid. Đối với Aster anh ạ thì Monet là người biết chơi Magnus nhất. Đây có thể là một con Magnus carry trong tay Monet. Chính là DD là hợp chơi với con kiểu len sắc len siệc hơn nhỉ. Nhưng mà trận này len sắc ban rồi. Không biết là DD sẽ cầm con bài gì để phá được khiên của TA đây. Magnus không phải lựa chọn hay lắm. Vẫn còn lại Ember Magnus trận này cũng là một combo hay. Echo lại Ember Magnus chém có lượng sát thương tương đối là lớn. Ember được búp, Ember chém lan. Đúng đâu. Xem các thành viên TNC nào. BB. Thực sự là một đối đánh rất là nhanh đấy. BB mà đánh với Ách thì tạm tạm. Anh nghĩ là không phải là quá là hát counter đầu game. Nó cũng 50-50 thôi. Ông nào sử dụng skill chuẩn xác hơn, hợp lý hơn thì là người chiến thắng. Chứ còn chính là con Ách là con counter con BB. Ép cho con BB quay đầu. Đúng rồi. Chỉ cần có một cú côn thôi. Lượng sát thương dồn vào rất là lớn. Và anh em thấy rồi đấy. Bên phía của team Aster có 3 cái khống chế xuyên BKB. Và một con Mianna thì có một cái arrow. Thực sự là một cái skill choáng gần như là lâu nhất Dota 2. Thực ra là TNC họ đang hơi khó. Mình nghĩ là cái thế trận này hơi khó để họ có thể snow ball được. Một con bát đi off. Trông hơi giống là Ách hoặc là Magnus đi carry nhỉ? Team này thì em chắc là đến 80% là Magnus carry bởi vì Monet khoái chơi con này lắm. Con này farm nhanh. Và trong tay của Monet thì nó là một con Magnus áp lực luôn. Đánh nhau sớm. Có đồ, có đạc là di chuyển cùng những người đồng đội đấm nhau luôn. Có skewer một cái Mianna arrow, Ách cùn, Magnus lao vào đấm. Trông cũng là yên tâm, nhưng mà đối phương cũng là một con TA. Và Blitzmark họ cũng cần phải tính toán đến cái việc là phá Reflection của đối phương. Hai con support thì tương đối mỏng cánh. Và trận này thì họ còn có một con Enchant đến từ TNC nữa. Magnus sẽ không dễ dàng giải quyết được Enchant đâu. Radiant team các bạn sẽ ghét là Winter Wyvern ra mid thì mình cũng nói luôn là thua mid luôn. Đi mid là bao giờ anh em cũng sở hữu một con có khả năng last hit mạnh. Cái con này đam tay bốn mấy, đánh thì gần, đánh thì chậm. Ra mid thì chỉ có thua lên luôn. Đi mid là bao giờ một là đam các bạn to, hai là các bạn phải có skill để clear creep. Đúng rồi. Chứ còn cái con Winter này chả có cái gì cả thì thôi vứt đi.
Dimit Antutu là một con TA đánh hay thì là Winter chắc là chỉ búp câu em Ray xong thủ ở trong trụ. Antutu mà. Winter Dimit thì anh nghĩ là chắc là gặp 100 hero thắng là một. Thắng là có Tiki. Lựa chọn đến từ các thành viên TNC. BB, BB carry ổn cho trận đấu như này đó. BB cũng có thể đi offlane. Lựa chọn đến từ các thành viên TNC thì sao? Đây cũng là một con bài last pick của họ. Có thể đây sẽ là một carry khác. Nice stalker. NS. Đánh siêu nhanh nhờ anh. Con NS này sẽ là con đi tìm con Winter. NS. Offlane và chôn carry đến từ Monet. Mắc đỡ đi mid rồi. Mắc đỡ đi mid trong tay của DD. XGS cầm Axe. Borax hay chính xác là Boboka có cho mình Miranda và Lam sẽ cầm Winter Raven trong trận đấu này. Với là game này thì TNC Predator quyết định là không ban đi những con tướng hiêu thì của Lam. Lam hay chơi Warlock, Winter, Phoenix thì lại nhả ra con Winter cho Lam rồi. Các trận này em thấy Team Master họ lại một lần nữa chơi một cái game đấu mà trông họ rất là bị động. Mặc dù họ có những cái skill để có thể khống chế việc đối phương lao vào như kiểu là AP hay là Cone. Nhưng mà thực sự đây là một cái lối chơi quá bị động anh em ạ. Nếu như mà Chôn không farm được, Chôn trận này cần phải là key hero chủ lực để farm tốt thì anh ta mới có thể giữ lại được trận đấu. Bởi vì Chôn không phải một con hero death high ground quá khỏe, mà đối phương thì sẽ là một cái lineup để đẩy sớm. Họ là Bristleback, TA, khoảng tham minh của trận đấu này nó sẽ tương đối nhanh thôi. Nếu như mà các thành viên TNC họ có thể outning được lane thì tham minh trận đấu này chắc dưới 30 phút. Mà con Chôn gặp Night Stalker và Bristleback thì tương đối vất vả. Sẽ là cần một cái côn tốt nếu như mà Chôn muốn dồn sát thương vào người của BB. Enchant, Chôn. Thực sự là con Chôn trận này mình không đánh giá cao anh em ạ. Nào. Anh thích lap của Aster hơn. Trông cứng cáp khỏe mạnh. TA và NS cộng với BB. Nếu mà nó chính xác thì ba con này không chơi lại được Chôn về lết. Đúng. Lết thẳng là Chôn sẽ là người ổn định hơn nếu mà nhiều đồ. TA đòi đánh với Chôn à? Khó nhỉ? Cái dìu xoay gây mít. Bucurino cầm NS để đi lùa Winter Raven. Em nghĩ sao? Trận này anh thích Aster. Sẽ là 1-0 Aster đâu. Nếu mà đi lane Chôn đối đầu cả Night Stalker thì mình nghĩ là có cơ hội để cho Aster. Mình thì mình vẫn đang nghiêng của TNC. Thực sự đây là một cái lineup mà nếu như họ chỉ cần đi lane tốt thôi thì cái thời gian sau quyết định một dìu hợp lý rồi. Macdot kiểu book Apple Dam sẽ là hơn 70. Nếu mà anh ta không mua dìu thì cực kỳ tiêu. Có vẻ như hôm nay chúng ta có thêm một cái lau thớt mới của WePlay đúng không? Aster chủ động đánh sớm và đó sẽ là mạng Bumi đâu. Phúc lắm. Bonet lại còn có mạng nữa. Thời điểm đi lên lại càng ngon đấy, dành cho Bonet đấy anh em ạ. Bonet có mạng sớm, anh ta sẽ có thêm đồ đạc để có thể đi lên tốt. Và cái lên này thực ra là một cái lên không đến nỗi khó dành cho Bonet. Khi mà anh ta chỉ phải đối đầu với cả một con Night Stalker và thêm có lẽ là support số 4 thì là Lion hoặc kể cả Lion hoặc là Enchant thì em nghĩ cũng không thành vấn đề với cả Chôn đâu. Thậm chí là Aster họ có thể đánh một cái land trip luôn để kiểm soát đối phương. Ui, Axe mà đi solo NS là NS tiêu đấy. Rõ ràng là cái việc sở hữu hai co ở hai xe lên đều là tay ngắn. Là cái việc đi Axe đang rất là khó khăn dành cho các đội viên TNC. Chia lên kiểu gì cũng gặp một con Axe. Đúng rồi. Mà kiểu gì cũng phải là một con melee đi cùng. Thế nó mới cay. BB thì còn đỡ chứ còn NS là tiêu. Đổ lên rồi. Khi mà thấy rằng là Monet đi top, họ đổi cho NS đi lên luôn. Chứ còn nếu mà để cho BB là coi như con BB này toàn. Chôn đi cả BB xong còn có thêm cả Lion, có thêm cả Cop với cả một con Winter Wyvern nữa thì rất khó để cho BB có thể farm được. Liên tục sẽ bị harass bởi con hai con hero tay dài. Cái Arctic Burn bắn thì sẽ rất thốn. Em kia Night Stalker là người chịu khổ đúng thôi. TA khu vực land mid thì anh ta đang làm tốt. Last hit được 3 creep rồi. Đối phương thì cũng kéo được cái turn creep này về trụ để có thể farm thêm. Bắt đầu có những cái Arctic Burn được bắn dí theo rồi. Rất
thôn đến từ các thành viên TNC. Lane này nó sẽ là lane thua đét, bởi vì đối phương có hai con hero tay dài bắn cực kỳ khó chịu thời điểm đầu game. Còn mid thì sao? Đi đi. Level 2 vẫn chưa tăng skill. Anh ta đang chờ đợi. Có thể là tập này anh ta sẽ lấy cho mình một điểm vào cái skiller để ủn đối phương về, nếu mà thấy Amel đánh lỗi. Trong khi đó Ash đang 1v2 dưới khung clan boss, nhưng mà anh ta có cho mình level 2 trước. Farm này 3 đi này 2. Làm gì được. Ash là một con không quá quan tâm đến con Lion. Một lane siêu thốn này cho các thành viên của bên phía TNC. DD vẫn đang tận dụng được cái lượng đám tay to để có thể deny. Nhưng mà Amel thì tận dụng cái side blade để có thể rỉa máu từ xa cũng rất tốt. Thế là từ trận đấu trước, khi mà theo dõi TNC, họ có một trận đấu chơi Park rất là hay trước team Spirit trong tay của Amel. Một trận đấu cực kỳ đáng nhớ đấy, một con Park mà nó làm, thực sự là làm hết luôn. Kịp không? Ồ. Borak lấy thân mình block kem rồi. Trong cái đó thì Ash đã phải nằm xuống. Có vẻ như là anh ta đánh không được cẩn thận cho lắm mà để cho Gabi tích được khoảng tầm 5-7 trạc gì đấy. Đúng rồi. Và lúc đầu cái Quill Spray thì bất kỳ con hero nào cũng phải dè chừng. Nó rất là thốn. Nghĩa một phần bởi vì level 2 đến từ BB, anh ta có slow. Slow trừ giáp xong cứ thế Quill Spray thôi. Đúng rồi. Ash khó để di chuyển về, anh ta gọi thêm một gọi là Thái Y xuống. Còn những tình huống bị dí vào thì anh ta sẽ có người hồi phục lại cho. Rất thốn đến từ team cũng như là cả Gabi. Liên tục ăn những cú Arctic Burn cũng như là Battle Hunger mọi người. Rất đau. Thực ra một phần là cũng do bên phía của Aster chủ quan. Tức là họ không chủ động xếp Lam ra trước mà để cho Lam đi bằng chip lên. Tức là cái lúc mà Ash cần backup thì Lam mới đang TP. Đúng rồi. Thì lúc mà Lam ra lên thì Ash chết rồi. Chứ nếu mà anh ta có mặt sớm để có thể book cái câu em play đã là tuyệt vời. Cố gắng côn để cống chút máu nhưng ui xoay liên tiếp. Hề thế chờ. Gabi tí nữa thì chết. Còn một siêu nữa thôi thì anh ta bỏ mạng lại. Hai cú xoay liên tiếp quá bất ngờ đến từ vị trí của Ax. Ngày này thì Bumi chủ động đi farm rừng luôn rồi. Có lẽ là đứng lane không phải là một cái quyết định hay. Được là anh thu con xe tàu và làm luôn cái bãi clip rừng. Dưới này thì team bị bắn Arctic Burn đau quá. Không được. Sẽ là phải sủi rồi. Có biết là Ikiget đã đủ tiền để mua cho mình một cái ring chưa? Ở cái lane này thì anh ta cầm một cái ring up hill. Gabi đi rồi đấy. Rất chuẩn chỉ. Đuổi cho team lùi về và sau đó thì họ sẽ dồn nam theo con BB này. Có người hỗ trợ cái. Ikiget có vẻ đánh khác hẳn luôn. Một cái lane siêu hổ báo đến từ các thành viên của phía team Aster. Và đây lại là một turn creep đẩy ngược gần trụ. Nên là Gabi sẽ lỗ một chút creep. Trên top thì có vẻ là Bumi cũng như là Bốc Reno bắt đầu ổn hơn rồi. 16 creep last hit được, không hề tệ một chút nào. Creep. Anh ta liên tiếp là để cho cái đàn creep đến từ bên phía TNC đẩy rất là cao. Và vô hình chung là anh chàng NS này với việc là tầm nhìn ban ngày rất là hạn hẹp, người đi cùng thì không có, Enchan đứng rất là xa, anh ta cũng chả nhìn thấy cái gì cả, không dám đứng cao. Wai ăn boom đang gặp nguy hiểm. Đi đi, ăn một hack sẽ có stun được nhồi vào và thôi xong. Cánh tốt đến từ bên phía của TNC. Cú bắn tên Arrow. Không, nó là trượt rồi. Đấy, khá là khéo từ Amel. Em nghĩ là cái điểm mấu chốt của cái trận đấu này nó sẽ là cái bãi stack Anson. Nếu như mà họ để Ikiget ăn mất thì sẽ rất tiêu đến từ các thành viên TNC. Còn nếu mà họ ăn được thì vẫn sẽ là yên tâm hơn. Ách mà anh ta phát hiện ra sớm, anh ta có Vanguard di chuyển vào ăn mất bãi stack Anson thì TA cũng như là cả BB sẽ đều rất là vất vả. Và cái tầm thời điểm này là một tầm thời điểm tốt để cho các thành viên TNC khi mà TA có level 6 sẽ di chuyển vào ăn bãi stack Anson luôn, không đợi BB. À, nếu mà đợi BB thì sẽ quá là mạo hiểm, kiểu con BB này đang hơi thọt một chút. Nó chỉ đang có cái lượng level tương đương với Ash thôi. TA thì lên khoảng tầm level 7, level 8 thì ăn Anson nó sẽ là tuyệt vời. Vừa có chap, vừa mắc bị faction, nhiều bộ đất nam. Cái này Ash đang bị bớ vào và đây là ba người cùng dí theo Ash. Có lượng hồi phục lại nhưng mà anh ta sẽ bị làm chậm đến từ vị trí của Gabi thôi. Vẫn đang cố gắng để có thể xê sủi về nhưng đó đã 5 điểm nhổ nước bọt rồi và sẽ lùi về được đến từ vị trí của Ash. Thậm chí Borak có cho mình mạng hạ gục luôn. Uka xử lý tốt. Quyết định là dồn đam trực tiếp vào người Lion. Hai điểm thả sao giúp cho anh ta có một mạng.
Rõ ràng là với việc là phụ thuộc nhiều vào cái lượng sát thương vật lý quá, nên là lúc đấy chỉ cần Vito Guevin đóng băng thôi là bên phía TNC bị chậm nhịp, họ không làm gì được. Đúng rồi. Em nghĩ là với cái trip lane như thế này thì nếu mà đi từ đầu đi, lượng máu là quân bình bằng nhau thì em nghĩ là TNC sẽ có lợi hơn một chút. Nhưng mà để một sự xuất hiện bất ngờ đến từ Borac thì đúng là TNC không thể ngờ tới được. Lợi thế cũng là điều hợp lý cho các thành viên bên phía Astro thôi. Dưới này thì lại tiếp tục bị bớ vào đến từ Gambi, anh ta bị côn lại và có lẽ là sẽ chết ở đây thôi. Thiếu một phát xoay, không hề có creep đánh vào. Vì bị bắt nhưng không sao, có team hỗ trợ, thậm chí là về được, về Baby được. Còn đang bị harass ngược cơ. Radiant's middle tower is under attack. Đang đánh 3v2 ở mid. Rõ ràng là Aster đang yếu thế hơn. Tầm này mắc nốt không đánh nhau nổi. Đúng. TA khỏe hơn, có chap lấy thông tin slow. Mắc nốt thì anh ta cần phải có những cú ủn đẹp cũng như AP để giữ chân thôi. Tầm này mắc nốt không có nhiều sát thương. Có một con đắc chôn ở đây nha, và họ có chói, có chap làm chậm lại với chữ mắc nốt rồi, có hack lại và lượng đàm đến từ Impetus nó chưa đủ rồi. Winter Wild vẫn xuất hiện rất đúng lúc để có thể cover cho người đồng đội của mình. Nhưng TA đang cực kỳ khỏe, con đắc chôn này nó đang dính người Borac, một Impetus thôi xong rồi. Ui, cú nhảy. Em nghĩ là cú nhảy đấy giúp anh ta sống sót trước sức mạnh của Amel, nhưng mà Kumi thì không. Đúng. Cú nhảy nó quá xa. Nhưng mà kể cả anh ta không nhảy thì anh ta cũng bị Amel xiên thêm một phát thôi. Và tầm này TA xiên rất là thốn. Khoảng tham minh mà các thành viên TNC họ đang đánh cực kỳ sớm rồi. Sau khi có xong cái trụ này, họ sẽ tiến tới cái việc là ăn bãi Stark Ancient thôi. TA vẫn đang hổ báo, dính cho mình của Arrow rồi. Nhưng lượng sát thương sẽ làm đủ hay không đây? Đúng. Có DD rồi. Hơi tự tin đến từ Amel. Nghĩ là anh ta đang cố để có thể lấy nốt cái trụ khu vực lên mid, tạo một cái lợi thế. Đối phương di chuyển lên, phát hiện ra bãi stack rồi. Anh sẽ vào cùng những người đồng đội để phá. Tập này thì vẫn chưa dám di chuyển chưa vào. Chưa dám. Mới có level 6. TA chuẩn bị hồi sinh mà. Mà Magnus thì lại không hề tham gia đánh nhau. Nên là các thành viên đến từ bên phía TNC sẽ lợi thế về người. Nó sẽ là 4v3. Lượng farm trên khu vực lane top vẫn đang là ổn dành cho một con Night Stalker. Và TA bắt đầu farm Stark Ancient rồi. Nếu mà họ bảo vệ được Stark Ancient thì nghĩ là TNC vẫn đang là cái đội có cái thế mạnh hơn trong game đấu này. Cho đến tầm thời điểm lên game mà một con trồn khỏe thì lúc đấy TNC mới khó. Còn bây giờ thì chưa. Night Stalker có đêm, anh ta di chuyển vào dí vào người của Monet, có sơ tần nhưng mà cào thì chưa trúng nhát nào cả. Có thêm hack và có void không, để không có mana để void. Một tiếng void nữa thôi là sẽ có mạng của Monet, nhưng mà không đủ mana. Poker Dino có lẽ là nên cầm thêm một quả xoài ấy, là cái gì đấy. Ừ đúng. Những cái món ăn đường có thêm một chút mana là tốt rồi. Monet vào đấy thì anh chẳng không đủ mana bật chuẩn bị ulti nữa. Tập này thì làm rất khó để cái có thể đen thế nhở. Chả thấy xoay phát nào cả. Gabi ngay lập tức quay ngược trở lại. Anh chẳng cần phải nổ Q spray để tích thêm stack, nhưng đối phương đã teleport ra backup rồi. Gabi vẫn đang lộ diện, bị slow. Có đấm chói hay không đây? Ô chói. Nhưng mà đấm thế này thì có khi là Gabi còn 1 cân 3 luôn. Hai phát chói, khá là hên. Nhưng Aster đang hơi nhộng quá rồi, và đó là Bumi. Một cú chặt thôi. Aster một cú nhộng khá là mất thời gian, nhưng ít ra là họ vẫn có mạng của đối phương và sủi về. Ok. Với việc là cái Cooling Blade này nó có boost thêm tốc chạy thì họ sủi tương đối nhanh. Thoát về thành công, thực sự quá may mắn cho họ. Pha đấy là hên em ạ. Đúng rồi. Hai phát chói chứ không thì con BB nó quay lại nó gọi hết rồi đấy. Chôn là anh ta cũng cố rồi, tức là anh ta bật cả ulti là để đánh nhanh. Mà đánh nhanh tỷ lệ chói sẽ cao hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng chỉ chói được 2 phát. Hiện ra Ash ở đây và bông có cho mình ultimate. XS đang bị êm vào và một cái đạn double dam trên người của Amel. Không chịu được. Lượng giam cộng thêm không đủ. Đấm quá đau đến từ Amel. Và trên này thì đó là Gabi anh em ạ. Một mình lùa hai, cố gắng bắt Arrow lại, nhưng cái Arrow này nó đang hơi thiếu tầm thì phải. TD sẽ bị lùa về thôi. Tầm này nếu như không có Ash thì em nghĩ là các thành viên Astro không có con hero gì để chơi lại với cả Gabi. Bỏ phản gát sắp tiến tới cho mình, nó là một cái sên và cả một cái dây phây nữa. Rất giàu đến từ Gabi. Tầm này thì có lẽ là những bãi stack sẽ được nhường lại cho Chôn.
DB anh ta có Empower và bốc, vừa bị Monet cũng như là cả Lam làm mạng ở dưới khủng Glen Bot rồi. Trời sáng, xong anh chàng người dơ này không OT mà dám đi lêu lỏng là chết rồi. Trời sáng là thành người mù. Đúng. 6-4, 2k net dẫn trước dành cho các thành viên của phía TSC. Và trận đấu này thì Amel vẫn đang AFK farm thôi anh ạ. Anh ta chưa lộ diện. Những pha đánh nhau thì gần như chỉ có sự có mặt của Gabi. Gabi là một mình chống Mafia trên cùng laptop rồi. Đối phương đông quá, thậm chí book Crow Embrace lại để có thể buy thêm time. Gabi Gabi thách thức danh hài hơi nhiều anh em ạ. Lao vào có lẽ là muốn cấu trí vào vị trí của DD, giảm áp lực cho Gabi. Anh ra đi quấy rồi. Quấy cái băng đớt này không cho nó farm rừng, như là scout ra những cái bãi cam, xem có bãi stack đầu ngon nghẻ không. Amel đã chuẩn bị có đề xô rồi. Rất giàu. Nhưng mà TA làm con, nếu mà late game hẳn thì trận đấu này bên phía của team Master có khả năng counter mạnh. Đúng rồi. Winter Wyvern đóng băng Winter Curse, cộng thêm quả trôn này mà trôn dí vào là TA đi luôn. Đúng rồi. Con AP. Trận đấu này về late game thì các thành viên Master hoặc là late game thì chưa biết thế nào. Mà late là phải gọi là late bị con TA nó đi quá thì cũng khó chơi. Vị trí của Monet đang là xấu nha. Nhưng anh ta không chủ động lùi về. Nếu mà chạy về thẳng ở bên kia biết ngay là mình có quất, nên là cũng phải dí đứng ở đấy một tí, câu kéo sự chú ý. Thậm chí là họ còn đang muốn giữ trụ luôn khi mà TA đã chủ động lùi về rồi. Vừa mới dí một tí em ạ. Đã thấy thằng Lion nó cắm cái mắt ra nó phá luôn rồi. Cày thế. Vừa mới gọi là hơi giật người một thì tí. Thì cũng chả vờ là không biết. Đúng rồi. Nhưng mà mấy thằng kia nhạy cảm quá. Thế ông Trôn này mới dỉn về một tí thôi là đã phá mất mắt rồi. Những cái ultimate đã sẵn sàng. Và cái lối di chuyển đi đông khanh như thế này thì họ đang muốn dí vào những cái bãi cam. Và bãi cam này thì đang chỉ có Axe farm thôi. Bắt vào người của Axe được, tầm này Lion có phinh. Đúng vào lúc Axe anh ta vừa stack là cái góc và TNC đang di chuyển là không hay. Và Gabi có thể bị chặt đầu chết luôn. Cố gắng để lao vào giết được Gabi rồi. Nhưng mà bây giờ thì các thành viên của Aster họ đang phải chạy loạn khi mà những cái ultimate đã bị sử dụng hết. Ồ, tăng hình bẩn là không đủ. Hỏng rồi. Một pha vòng móc sau. Cố gắng là một điều gì đó nhưng anh ta không dám. Tầm này lao vào thì có khi là cơm thêm. Đúng rồi. Nghĩa một pha vòng móc sau rất là hiệu quả. Và bây giờ cái trụ trên cục Glen Top nó là cái mục tiêu cần giữ. Nếu phải chờ Window Gaven, bắt buộc phải có Window Gaven. Một bài mà các viên đến thì bên phía TNC sẽ đi tìm kiếm. Xong rồi bên phía TNC tìm được Winter. Đúng rồi. Nên là họ rất là thoải mái sầu lên. Chứ nếu mà Winter không chết thì câu chuyện đã khác. Trôn đang cố gắng lên cho mình một cái defu đánh nhau. Đấm BB hết mana là không nhổ gai được. Ổn. Trận này bên phía Aster phải giữ trụ top anh em ạ. Bởi vì bên phía của TNC họ sẽ là những người ăn Roshan sớm. Giữ được cái trụ top thì cái khoảng cách di chuyển Roshan nó sẽ ngắn hơn. 8-6 chỉ là 2k net change thôi. Và số tiền này nó hoàn toàn đến từ một con TA. TA 8k6 tiền, rất giàu. Trận này Winter không có nhiều đất diễn khi mà đối phương là TA và một con Night Stalker. Arrow lan tượt rồi. Mất rất nhiều thời gian và Aster đang bay vào để tìm kiếm và họ thấy được vị trí của Amel. Nhưng mà tầm này á, Amel có một rune DP và họ vừa mới cắm Sentry thôi. Họ chớm thấy Amel, Ingeget cần phải lùi về ngay. Nhưng cũng xin là quá thôn và Amel vẫn đang cố gắng. Ingeget có cho mình đó là Crow Embrace rồi, sau đây Ingeget đi rồi. Cần có một Winter Curse nhưng mà làm vẫn đang giữ. Và đó phải là Winter Curse luôn. Giờ thì Bokkerino sẽ lên bảng và các đội viên đến từ bên phía của Team Master đang phản công. Đó là cú thả sao và rất nhiều sát thương trả ra. Thôi xong rồi, Amel cộng với Gabi có lẽ đều phải lên bảng nhưng không, chỉ có mình Amel chết thôi. Combo rất chuẩn chỉ đến từ bên phía của Aster. Cú AP tuyệt vời khi mà có lẽ là TNC họ đã hơi đánh giá thấp đối phương. Anh không rõ là tại sao khi mà Lam còn đứng ở bé ngoài mà TNC lại tự tin đến như vậy. Đúng rồi. Họ đánh giá thấp đối phương anh em ạ. Một cái Winter Curse và cả một cái AP, nó là cái combo nó là quá hủy diệt. Tại vì anh ta biết rằng là nếu mà chỉ có TA xiên vào người của BB thôi thì không đủ sát thương. Đúng rồi. Nên là anh ta quyết định là Winter Curse vào người của con Night Stalker cho nó bị cả con BB và kể cả con TA đấm luôn. Và TNC có lẽ là một pha họ di chuyển
cho thấy rằng họ đang hơi non một chút, hơi non tay một chút so với cả Aster. Đúng. Nếu như là TA, em nghĩ tình huống đấy không nên dồn lên quá vội như thế. Anh ta nên chạy vòng ra, vẫn còn đường ở góc trên. Night Stalker đã bọc lót đằng sau rất cẩn thận rồi. À, con TA thì nó đang bị hạn chế một chút khi mà chưa có cho mình Talon. Thật ra là bây giờ cái tầm đánh của anh ta cũng tương đối là ngắn. Có thêm Dragon Lance nhưng mà vẫn chưa đủ. Chuyện này thì bắt vào ai đây? Vẫn sẽ là chỉ có một mình Enchant đi du học ở đây thôi. Một mình trên khu vực land top. Và ui, bên phía Aster. Cái rune chiến thần em ạ. Rất nhanh thôi, họ sẽ làm xong con Roshan này. Và với việc có một con Roshan, họ sẽ kéo dài được game đấu ra thêm. Nào, con đệ này nó sẽ scout ra được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không kịp rồi. Tốc độ ăn quá nhanh, đến từ một con trồn. Và TNC đã mất đi thế trận. Họ đang là người solo goal. Nhưng mà bị Aster ăn mất con Roshan. Mất con Roshan. Thế là thôi. Aster đánh quá kinh nghiệm trong trận đấu này anh em ạ. Vẫn có thể bên phía của TNC họ kết liễu được cái mạng Roshan này, nhưng mà thực sự phải nói là con Chôn nó đang quá trâu. Chôn đang cực kỳ trâu và cái lượng farm của Chôn sẽ được bứt tốc lại rất nhanh rồi khi mà anh ta sở hữu cho mình trong đội hình đó là một Magnus. Yên tâm là có Fury luôn. Lỗi gì đây ta? Có phải là lỗi không? Pha vừa rồi thì chắc là Aster được tổ tiên phù hộ rồi. Không hiểu kiểu gì tham mình nhạy cảm và họ lại nhặt được cho mình một cái đun double dam. Gabi đang muốn chơi Dota gì vì ở đây có bóng và họ bắt được vào làm. Thôi xong rồi. Cái con BB này nó đang Dota gì nhưng mà không được anh em ạ, không có detection. Và bên phía Aster sẽ phản công thôi. Không, họ có detection. Họ có một cái đớt. Nhưng mà vấn đề là đấy là khu vực thứ hai và những cái teleport nó đến nhanh quá. Vẫn đang cố gắng để có thể di chuyển về đến từ Gabi, có những cái slow đến từ trap để có thể làm chậm lại đối phương. Gabi di chuyển về theo một hướng khác, thành công. Làm cũng rất nhanh tay em ạ. Lúc ấy vừa chớm thấy cái con Night Stalker này một cái là Lam đã giơ cánh lên là chuẩn bị Winter Curse rồi. Chuẩn bị giơ nhưng lên. Mà ông kia cũng phản ứng nhanh, bật ngay cái Creeping Fear lên, thế là bị silent luôn, không cut được. Lúc cái máu của Winter còn nhiều quá. Thế là anh ta không dám dí theo. Cái con BB và con NS này dồn áp không nhanh. Nếu mà là TA đi thì em nghĩ là Winter Wild vẫn bốc hơi. Lúc ấy nếu mà là TA là họ sẽ xô vào, họ đấm luôn. Nhưng mà cũng mạo hiểm. Tại vì nhỡ đâu đai trụ 2 bắt được con sắp, xong rồi chết cả đôi. Đối phương lại còn có AP nữa. Và TNC họ vẫn chưa mất cái thế trận quá. Nhưng mà thực sự là Chôn, Chôn đang xanh lên theo từng giây của trận đấu. Và dưới này thì bị côn lại và đang bị đấm thẳng không mặt từ Gabi. Gabi quay lưng được rồi. Monet có khả năng bơm mana nhưng mà đam của anh ta không to. Tầm này anh ta cầm một cái bố set hoặc là một cái MKB để đấm đau. Nhưng đội hình đối phương đang tràn lên và TNC bây giờ đang làm màn đêm nha. Ui, Gabi trúng một quả đầu quá vô duyên đến từ Gabi. Có chọc stun để đè vào. Và phía sau thì TA, anh ta đang đến một cái vị trí nó quá trí tử, khiến cho Wither Wyvern cực kỳ bối rối. Và bây giờ thì Chôn mất cho mình tấm khiên Aegis rồi. Và tấm khiên Aegis này vốn dĩ thì các thành viên của bên phía Aster họ ăn chỉ để giữ lại cái thế trận thôi. Mất khiên Aegis. Aster cầm phải đánh cẩn thận. Amel xuất hiện ở một vị trí rất là trí tử, tức là kể cả em có bị cut thì cái cut nó cũng rất là nhanh. Đúng rồi. Bây giờ cái cut đã sửa lại rồi. Nếu mà xung quanh đối tượng bị cut mà không có những cái mục tiêu khác đánh vào là cái cut này sẽ chỉ kéo dài 25 giây thôi. Nó rất là ngắn. Nên là pha đó Amel chặn đầu chặn đít là hợp lý. Đồng đội nó dí theo sau thì anh ta cầm phải xuất hiện ở ngay đầu. Amel lên BKB ạ. Trận này thì em không nghĩ là một cái BKB hay. Đối phương là Kurt, là AP. Thực ra là côn thì BKB chả có nghĩa lý gì. Đúng. Trận này em nghĩ là một cái Blink để chọn vị trí vẫn là tuyệt vời hơn. Blink chọn vị trí hoặc là lên thêm một cái Okit để có thể silent Winter. Đúng rồi. Blink Okit anh nghĩ là hay hơn. Đang hơi lối mòn một chút này... BKB chả để làm gì nhỉ? Né arrow hết. Thôi, né arrow làm gì đâu. Thực sự là cái BKB trận này không hay. Đối phương là AP, là côn, là cớt thì cái BKB gần như là nó vô dụng anh em ạ. Đúng. Nốt lên một cái BKB để không bị con Lion này phá cũng được. Nếu như cái khoảng tham minh mà TNC cầm cái BKB ra họ nghĩ họ khỏe thì là họ sai.
Đây rồi, BKB trên người của Amel. Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Khéo, đang BKB xong bị cớt. Đồng đội quay sang đấm chết luôn. Xong, em nghĩ là cớt xong kiểu gì cũng côn hoặc AP. Nói ra cái BKB gần như là nó phế. BKB là item chống khống chế để cho anh em đánh được. Nhưng mà trận này khống chế toàn xuyên BKB. Đúng, thì trận này lối lên đồ của Amel đang sai. Không thực sự quá hợp lý. Một cái Blink nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bởi vì như anh em thấy đấy, vừa nãy anh ta chỉ cần xuất hiện ở một cái vị trí nó trí tử thôi là khiến cho Good Winter nó bối rối rồi. BKB có một cách, anh nghĩ là chỉ có một trường hợp ngoại lệ nho nhỏ, đó là tức là khi mà em bật BKB ấy và đồng đội của em bị cớt thì em sẽ không quay sang đánh. Nào, côn được một người và đó là một đen chan thôi. Đầm này thì thịt mũi cũng là thịt. Duster đớp luôn và đi về. Đây, một con mũi tương đối to. Nhưng mà đổi một mạng support lấy một con mắt thì em cũng được. Cái BKB cũng được. Rồi, cũng tạm được. Trong cái trường hợp đấy thì cũng ok. Nhưng mà nhạy cảm lắm. Đâu có gậy sai. Nice stalker vòng sau. Anh ta dí được vào người. Ôi, AP trượt rồi. Didi, tại sao quá vội va đến từ Magnus. Tâm lý của Didi kém à? Chắc là mới đi đánh giải lan. Đâm ra là cuống thế. Mới đi đánh bây giờ lần đầu. Didi vẫn còn trẻ. Trong khi rõ là con Nice stalker đã chạy ra xa rồi mà vẫn AP. Cuống rồi. Cả cuống rồi. Và thế này thì họ sẽ phải trả giá vào cái trụ bot thôi. Đối phương đang có đêm. Tập này kể cả không có ultimate của Night Stalker thì cũng khá là khó chơi. À, một con BB khỏe, một con TA khỏe sẽ dí vào nhà rất nhanh. Có trừ giáp, có lượng đàm tay đến từ Bristleback. Các thành viên về phía Aster họ có muốn bảo vệ cái trụ hay không? Em nghĩ là với cái lối di chuyển này thì Aster đang nhà rồi. Bỏ nhà, rồi. Nhà trụ bỏ. Họ biết là họ không nên chơi dưới cái áp lực như thế này. AP không có. Aegis thì mất rồi. Đép làm sao được, coi như là cống cho đối phương một cái outpost cũng như là một cái trụ thịt. Giờ được cần điện DLC sẽ cấp cho mình cái outpost. Và khi mà con BB này có gậy xanh là bên phía Aster cũng bị cài nặng nha. Con Chôn sẽ bị cài cực kỳ nặng. Chôn khéo là phải lên một cái BKB hoặc gậy xanh trong trận đấu này xanh để giải. BKB trước đi. BKB hợp lý. Chứ tầm này mà đóng gậy xanh thì mạo hiểm quá. Team địch rất nhiều skill. Kéo vừa vào cô bát thằng Lion nó hack lại một cái là ulti phế luôn. DA, BB cũng đều đang xanh. Chôn sẽ phải giải quyết một cái bài toán cực kỳ nặng mang tên BB. Đó, anh ta chỉ còn cách 1200 tiền nữa thôi là sẽ với tới cho mình cái gậy xanh rồi. Farm rất nhanh đến từ Gabi. Mặc dù là đối phương cũng có cho mình những cái skill farm như kiểu Empower. Gabi thì không hề kém cạnh một chút nào. Trận đấu căng thẳng anh em ạ. TNC họ vẫn đang thi đấu với cả một cái tinh thần cực kỳ sắt thép. Vẫn cân thôi, chỉ biết cân. Aster không tìm được mắt của đối phương. Đã có một con gà bay lên để check. Hoặc ít ra là Winter quay vần. À, gà bay lên rồi. Họ sẽ phá được cái mắt đấy. Thực sự thì em thấy là Aster đang là một đội hình họ đánh theo khoảnh khắc ấy, đúng khoảnh khắc ấy. AP tốt, Winter cut tốt thì họ sẽ có cơ hội chơi được. Còn nếu mà hai cái skill đấy mà nó trượt một phát thôi thì TNC họ dồn lên, Aster không đỡ được. Đây thì bắt lại được vị trí của hổ rồi. Sẽ là mạng thịt mũi nhưng mà cũng ngon. Thế thì Aster sẽ quyết định đánh top rồi. Họ biết rằng hai thành viên team địch đang ở dưới bot thì những người còn lại. Nào, 3v4. Nhưng ở đây có một con đệ của Enchan và nó biết lối di chuyển của các thành viên Aster rồi. Quá đen. Mấy ông TNC cũng nhanh kìa. Cảm giác là thấy sự nguy hiểm một cái nó trốn luôn. Nếu như mà bây giờ Aster không ép được ở khu vực trên top thì họ sẽ mất lợi thế rất nhiều về lượng XP. Trong cái khoảng thời gian mà outpost đang nằm trong tay của các thành viên TNC thì Aster cần phải làm một điều gì đó để có thể giải tỏa áp lực, ít nhất là về cái lượng XP không bị chênh lệch quá nhiều. Bởi vì Lion và cả Night Stalker nữa cũng là hai con hero chỉ cần lượng XP cao thôi. Họ sẽ đánh nhau rất kinh khủng với tầm thời điểm mid lên game. Sắp có BKB trên người Night Stalker rồi, anh ta sẽ càn vào team fight rất là nhiều. Tránh được cái việc là bị Winter Curse. Em nghĩ là có thể là ba cái BKB trên người của TNC đấy. Lúc ấy anh thấy một đống gà bay vào khu vực này em ạ. Mà mấy ông Aster không cho gà lên check. Không check đồi đúng không anh? Và cái mắt còn nguyên. Aster gà ghiểng chả check gì cả, trông chán đời thế. Có lẽ là bây giờ cái khu vực mà bên phía TNC muốn kiểm soát nhất sẽ là khu vực Harosan. Còn Harosan thứ hai phải nằm trong tay TNC. Nhưng mà Cốc Bát ở trong Harosan thì lại không có lợi được cho TNC.
tên bắn chính xác. Cú bắn tên này trúng. Tới rất nhanh này có thể làm mạng. Và con Roshan này nó đang spawn ở một cái thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Acer có Roshan thì họ sẽ tiếp tục kéo dài trận đấu ra để chôn có đồ lết. Còn TNC mà có Roshan thì Acer cái mắt khó chơi. Cái mắt này nhìn thấy toàn bộ đội hình đấy từ bên phía của Team Master. Ui sờ mốc lộ rồi. Gabi cái cách blink lên không đây. Team đang cố gắng chọn một vị trí đẹp mà anh đã mất vị trí rồi. Chôn lao vào đấm BB. Đây là hiệp 1 nhưng có một con BB không tay đầu được. BB không quay đầu được và ăn API rồi, nhưng API hơi thừa một chút. Bông có mình quá thừa. Không để làm gì cả vì Gabi đã ngã xuống rồi. Wild Album đang xử lý không tốt trong trận đấu này. Những cái skill mà anh ta cắt ra là quá phí. Bây giờ thì các thành viên bên phía Aster họ mất cho mình chiều cuối, nhưng bên phía TNC thì lại mất cho mình một con BB. Đúng, thiếu đi BB thì họ sẽ thiếu đi cái người sổ lên. Và ulti của Night Stalker cũng đã hết rồi. Anh ta không còn bay ở trên trời nữa. Vẫn phải đề phòng có TA nha. TA cực kỳ khó chịu. Bumi thì liên tục harass vào và Didi thì vẫn đang trực chờ. Sẽ có một cú đẩy đối phương về chăng? Vẫn đang harass mọi người của đối phương rất đau. Winter Wyvern vẫn còn cho mình Winter Curse để có thể chơi được với cả các thành viên TNC. Và bây giờ bốc cao vào rồi. Làm có mặt, anh đặt trốn ở trên khu vực hàng rào rất chuẩn chỉ. Một cú đẩy skewer về. Một cô hiệu hóa hoàn toàn của TA này. Nhưng lại là một cú chọc stun hay. Có Winter Curse lại. Hai bài bách đến từ TNC để có thể cứu cánh được Fatify này. Monet đang gặp nguy hiểm. Monet đang trừ 99 rồi. Bumi dồn vào. Monet quay sang đấm Bumi và đấm nó sẽ là không thành công. Khi mà Night Stalker của Bóng đã tới nơi. Và thôi xong, combat này thì các thành viên Aster họ sẽ thua rồi. Không còn chiêu gì để có thể đánh với cả TNC cả. Đẩy lên được trên đồi nhưng mà DD sẽ bỏ mạng lại. Và đó là hai mạng coi đồ nằm xuống. Mọi người có khi đấu sàn sẽ là các thành viên của TNC mà thôi. Có lẽ là trận đấu này thì nếu mà trước đó DD xử lý không lỗi thì anh ta đã còn API để đánh. Một cái sai lầm rất tệ hại. Quá sai. Em nghĩ là BB cầm chi bây giờ. Và anh ta sẽ đưa tới cho mình cùng hớt thôi. Anh nghĩ một phần là nhờ Lion nữa. Lion đã đánh tốt. Cái lúc mà con ách nó côn được thì Lion sờ tan. Lion lại sờ tan đôi. Thế là con trôn không đấm được em ạ. Con trôn nó đã bật BKB trước đó rồi. Con trôn nó bật BKB trước đó để đấm vào cái con Mr. Back rồi. Nào, giờ đi khiên ông San nằm trong tay của TNC. Vẫn sẽ là một cái thế trận mà TNC ép map đẩy trụ. Và ở đâu đó thì Bốc đánh lỗi. Có mạng của Bốc rồi và Lion cũng đang gặp khó. Lion sẽ chết ở đây rồi, bị côn lại. Và những cái mạng Lion bắt nó rất tệ hại. Nhưng có mặt ngay đến từ Amel ăn một qua đâu rồi. Monet đến. Và Monet tới nơi. Amel ơi. Và anh ta có khiến Aegis vẫn đang đánh bố láo đến từ Amel. Và bây giờ thì Gabi quá lực ở trong Fatify này. Và Chôn đang bị cài. Anh ta cố gắng đấm Amel nhưng không được rồi. Phải sủi. Và phải sủi ngay khi mà Gabi đang cực kỳ khỏe. Anh ta đã có cho mình cái gậy xanh rồi. Đây là một cái gậy xanh khai trương. Một con Winter Wyvern này phải chết thôi. Không thể sống được, chỉ có thể bài thăm để cứu lại vị trí của Monet di chuyển về. Còn làm vẫn sẽ chết thôi. Cái gậy xanh cũng chả để làm gì. Cái gậy xanh và cái sát nó quá nhiều sát thương trên người của Gabi. Liên tiếp là những pha nhổ độc, nhổ nước bọt. Chính xác là nhổ gai, nhổ nước bọt. Khi mà Gabi có hớt thì em nghĩ là cái game đấu này nó sẽ rất khó dành cho Aster. Con trâu này cần phải có gậy xanh. Đúng rồi. Nó cần phải có gậy xanh để giải đi những cái debuff. Chứ bây giờ cứ bị Gabi slow lại là không đi được. Một cái BKB sẽ là không đủ. Và rõ ràng nếu mà anh ta lên gậy xanh vào thời điểm này thì sẽ là thiếu đam. Tầm này anh ta đấm đã không thấm rồi. Mà lên thêm một cái gậy xanh nữa thì đấm lại càng không thấm. Nhưng mà ít ra là sẽ không bị cai. Cố đâu. Lên một cái gậy xanh. 5k net chain. Mình nghĩ vẫn chưa phải là quá nhiều đối với các thành viên Aster. Ông này có lên ai ạ? Chôn lên ai anh? Có đánh được đâu. Bị nó slow. Ôi chôn lên ai đánh cả BB thì là xong rồi đấy. Bị nó slow tét người ra. Vẫn chảy cối lên ai. Cái cắt bản là làm gì có sát thương nếu như mà lên ai để đánh với cả con BB nhỉ? Lên ai không hay. Anh ta trâu hơn thật. Nhưng không thể có sát thương chơi với cả BB. Và bây giờ nó còn làm một cái Paladin. Paladin này BB cầm anh ta hút máu rất là nhiều. Paladin Sword. Trong item này thì TA Mindbreaker. Em nghĩ là TA cầm Mindbreaker hợp lý. Ừ. BB sẽ cầm Paladin.
Regeneration. Bây giờ đội hình của team TNC đột nhiên họ dễ chơi hơn bởi vì Gabi có Gabi làm frontline, chả phải bận tâm gì cả. Đối phương lao vào thì Gabi đây rồi. EA bây giờ bắt đầu đẩy EA các bay lên khắp rồi. Nơi và Aster đang gặp rất nhiều vấn đề, cái lên họ không đẩy được. Trong khi TNC chuẩn bị tận dụng nốt cái khiên Aegis này, nào, Radiant cái khiên Aegis. TA đang là một mục tiêu mà các thành viên bên phía của Aster không nên hướng tới, bởi vì con TA đang cầm khiên Aegis ở trong người. Vẫn sẽ cần, em nghĩ là với cái bộ combo mạnh như này thì bên phía của team Aster họ vẫn sẽ đép được. Không lỗi là quá gặp vấn đề đâu. Nhưng mà cái lúc này là con TA nó đã có cho mình Talon rồi, tầm đánh của nó rất xa. Anh ta không cần phải di chuyển vào quá sâu trong combat cùng với cả BB nữa, tầm đánh tốt, anh ta có thể đứng ngoài cấu rỉa, thậm chí là xiên trích các thành viên bên phía team Aster tương đối là dễ dàng. Và với việc là Amel sẽ lên cho mình và Butterfly nữa sẽ là một cái item cực kỳ khó khăn dành cho Chôn để có thể dồn đam khi mà anh ta đang hướng tới I'm Skadi. Trên top lại tiếp tục những cái trụ ngoài bị bào đi và cái thế trận nó đang dần nghiêng về TNC rồi nhỉ. Radiant's top tower is under attack. Quả gai vẩy đông. 8-12. Thua mạng nhưng mà lại dẫn về tiền. Radiant's top tower tương đối là áp đảo bây giờ con BB. Nó đang khỏe anh em ạ, con BB đang rất khỏe. DD đánh rất lộ. DD không thi đấu thăng hoa hơn, trận đấu này Aster khó. Nhưng AP hiện tại chưa có nhiều tác dụng. Bây giờ AP đôi đi xong đẩy được đối phương về, hai core hero chôn có empower gõ thì vẫn là đau. Lượng sát thương hiện tại của chôn nó đang bị hạn chế đi một chút, nhưng mà em nhớ là nào, tham minh khiên Aegis đấy. Họ có tham minh khiên Aegis và họ biết rằng là cái khiên Aegis chuẩn bị hết. Em thấy chủ như BB ra ngoài và chuyển, thấy BB rồi. Chuyển từ lên hớt sang lên. Nhưng đang lộ vị trí. BB vừa chuyển từ lên hớt sang lên AC anh em ạ. Sẽ có thêm lượng giáp dành cho các thành viên của TNC. Ui. Và Amel, anh ta tìm thế vào vị trí của DD, DD bị hack lại rồi. Có câu Embrace để có thể cover. Và không ai lùa vào để có thể cứu DD được. Ở phía sau thì con BB này nó đang lao lên và Chôn đang bị cai. Quá khó, hai cái BKB bật lên rồi nhưng các thành viên của bên phía Astro không tràn vào được. Con BB quá khó chịu. Hết BKB. Và bây giờ thì cực kỳ khó đánh. Con Roshan, hai cái BKB đã mất. Roshan nó chỉ còn 2 phút thôi anh em ạ. Cứ những cái BKB bị mất đi thì các thành viên Aster họ sẽ yếu dần. Và con Chôn này không lên gậy xanh thì không có gì để giải đi cái búp của đối phương cả. Những cái chat nó đặt nhạy cảm quá em ạ. Bây giờ Aster đứng chỗ nào cũng lộ. Cố gắng phá mắt, ok. Phá được con xe chi đối phương, kiểm soát lại cái tầm nhìn khu vực high ground này để có thể giữ lại được một cái thế trận ăn uống sát. Trông kiểu thiên la địa võng à? Đến đâu có Chap. Đúng. Chap còn trô cả ba len luôn, giờ TA bay đi đâu cũng được. Creep kìa, họ đẩy được một Silent thì Silent còn lại Creep đã đẩy đến sát nhà luôn. Đấy là TA còn chưa mua sắc nhá. Anh ta mà mua sắc là sẽ có thêm Chap limit. Rất căng thẳng một game đấu mà các thành viên TNC thực sự ở đầu game thì em nghĩ không nghĩ là họ làm quá tốt đâu, nhưng mà cái tầm mid game khi mà con BB có đồ đánh với cả Chôn thì nó lại là khác biệt quá nhé. BB cực kỳ cay cú. BB này đúng là đánh hơi tiêu thật, à chính xác là Magnus đánh hơi tiêu. Chôn level 2 muốn lên ai thật ạ, lên ai đánh cả BB. Đồng ý, anh ta có thể làm chậm lại được đối phương, nhưng quan trọng là lượng sát thương ở đâu ra. Anh ta là người gây đam chủ lực, và nếu không có sát thương đến từ một con Chôn thì sẽ tương đối khó để có thể kết liễu được BB. Chôn đang lên đồ gì? Ai có rồi? Em nghĩ là sẽ hướng tới gậy xanh. Gậy xanh đi thật sự. À MKB, gậy xanh hoặc MKB, một trong hai. MKB cũng là một item tốt để dồn đam, tức là anh ta sẽ cực kỳ khỏe trong lúc bật BKB và bật ulti. Đấm là chết một người. Đúng. Ít nhất, ai cũng chết rồi. Ít nhất là cái quan trọng dồn được đam TA, bởi vì bây giờ TA có fly rồi. Đúng. Nếu như mà không lên MKB thì đấm không thấm được. Gặp những cái hit reflection và Amel cũng sắp có cho mình cái Talon level 25. Lên Satanic các bạn. Ui.
đánh kiểu hưu thi kiểu này. Vâng, và bị dí vào trên này, côn trượt rồi. Modest đang bị cai, một đội hình bị chia cắt ra quá nhiều, và phía sau thì đó là Morak bóc họ dí vào, không cho các thành viên của Aster có cơ hội để mở cho mình Winter Cup. Nhưng mặc một cú đẩy hay và Ami tuyệt vời, nhưng Winter Cup chỉ trúng một người thôi. BB đang cố gắng đấm và bóng không chết anh em ạ. Ekiget phía sau thì Ekiget là thôi, không có lối để cho anh ta di chuyển về trong tờ này, sẽ bị dồn đạp chết thôi. Một cú impetus và có mạng để cho các thành viên TNC. BB lên thẳng hàng rào luôn, anh ta sẽ ở đây. Công kéo đồ kiểu này không hề có một tác dụng gì cả. Ai Satanic toàn là những món đồ mà cái việc cai con troll này nó vẫn là dễ. Tại sao Modest có thể là carry tiêm một được nhỉ? Cái mindset lên đồ sai quá các bạn ạ. Cái đồ kiểu này bây giờ anh ta không khác gì một cái bao cát để cho các thành viên của TNC họ tập đánh. Hack được. Ê, ê, đừng quen ông sát anh ơi. Đây đang đấm nhau to. Và không còn Winter Cut, không còn AP, họ đánh kiểu gì? Đẩy đối phương về có khi là còn tự sát luôn. Khi mà bây giờ Gabi đang quá khỏe rồi, Chôn đang bị cai và Chôn mở cho mình ultimate lên, cố gắng đánh vào người BB nhưng đang là đấm vào lưng của BB rồi, thôi xong. Con Chôn này nó là dĩ vãng rồi anh em ạ. Một cú xiên tiếp tục có cầu embrace để cover nhưng Chôn sẽ không trụ được nữa đâu. Quá nhiều stack phải gai trên người rồi, Modest không thể sống được và turn này. Modest lên bảng điểm số 80 giây. Nếu như cẩn thận các thành viên TSC hoàn toàn có thể di chuyển về và ăn con Osan, còn nếu không thì họ có thể end game luôn. Khi mà các thành viên bên phía Aster họ đang dồn ra rồi, họ muốn đáp trả lại. Đốt đẹp. Và đó một cú Winter Cut quá tuyệt vời. Nhưng BB có chết không? BB hay lên bảng điểm số rồi. TA đang bị cấm đánh. TNC say máu. Dồn vào hơi sâu. Và có lẽ là TA sẽ phải trả mạng thôi. Vẫn có Reflection và một cú chặn đầu đến từ XS. Họ đang làm được rồi. Cứu lại được pha teamfight vừa rồi. Và Bubi cũng đang bị khống chế. DD sẽ có mạng ở đây thôi. Team cố gắng để có thể khống chế lại, nhưng mà người đồng đội của anh ta thì không may như thế. Nào, Wayne Boom vẫn đang cố gắng tìm. Tìm đang đi qua mắt rồi. Blink, CVS chăng? Anh ta chưa bật. Em nghĩ là khó. Tầm này gặp con Lion thì hơi khó. Chặn đầu thôi. Cố gắng bật CVS không, họ sẽ quay sang ăn con Roshan. Tưởng chừng như Aster họ đã thua cho Fatty Five vừa rồi. TNC say máu quá. TNC say máu quá. Họ nghĩ rằng là cái việc dai xuống 4 là hay không? Tầm này cái, những cái fortify nó rất là ảnh hưởng. Vào trụ 4 fortify hai cái trụ cùng đánh. Máu tụt như điên. Và chỉ 14 giây nữa thôi, 3 giây nữa thôi con trôn này nó sẽ sống lại và con Roshan thứ hai sẽ nằm trong tay của các thành viên Aster. Trôn đang di chuyển ra rồi, có 4 người ăn Roshan thì quá nhanh. Nhưng mà bây giờ thì không còn Winter Cut nữa nha. Rất dễ sẽ có một pha cướp exit ở đây. Bocorido họ cứ bắt đồ san ra bắt người trước. Vẫn rất tỉnh táo đến từ Aster. Chôn tới đời, họ sẽ confirm được cái con đồ san này. Đây rồi. Vâng, Chôn có gậy xanh, xanh cho mà... ách. Trời ơi. Tại sao nhỉ? Em nghĩ là cái gậy xanh cho ách thôi thì cũng tạm được. Chặt đầu, chặt điểm, các thứ uy tín hơn. Đâu, gậy xanh của ách là côn mà em. Côn... Anh nhớ không nhầm là bây giờ gậy xanh của ách là côn. Sửa lại rồi các bạn ạ. Ngày xưa thì nó là... Lúc đầu là chặt đầu. Chặt đầu đấy. Xong bây giờ sửa lại thành Butter Hunger. Xong bây giờ sửa lại thành là thành gậy xanh côn. Đây vẫn phải là một cái thế trận mà các thành viên TNC phải chơi cẩn thận nha. Họ có thêm cái lợi thế gậy xanh trên người của ách. Và đây là một pha đập smoke. Không biết là buyback thì trên người Chôn đã sẵn sàng hay chưa, nhưng mà TNC thì có vẻ như họ chưa sẵn sàng cho pha team fight này rồi. Cũng di chuyển đến từ Xget, con mắt nó đã nhìn thấy rất nhiều điều. Lên hai round bắt được Bumi. Và đây sẽ là mạng của Bumi rồi khi mà Chôn lao tới và Bumi bỏ mạng lại rồi. Ôi, chặt chưa? Vẫn... À đâu, chưa chặt, anh đang cancel rồi. Vẫn chết, vẫn sẽ chết đến từ Bumi thôi, nhưng mà TA đang đẩy hai silence lên rất cao. Cái lợi thế. Nhưng mà anh vẫn nghĩ là gậy xanh của Chôn hay hơn chứ nhở? Gậy xanh của Ách, Cole có Butter Hunger. À, để phá Reflection này nhỉ? Em nghĩ là để phá. Với cái lineup này... Butter Hunger phá Reflection gì? Nó đốt từ từ mà. À, nó đốt. Nếu mà để so với nó cái việc... Nó có một cái hay nhất là giảm cooldown đi 3 giây. Thì tức là Ách sẽ Cole liên tục. Nhưng mà con Ách này nó bị một cái là... Cái Cole ấy, nó sẽ cùng cooldown với cả cái Blink, nó sẽ là đẹp hơn. Bắt được Gabi thì là ngon.
Ôi, bắt vào kì ơi. Có cũng tên cũng bắt tên. Amel không tỉnh được. Amel 100 ôi giây trên bảng điểm số. Và có lẽ là có bay back. Cốt lại thì họ có một cái CVS trong tay của Magnus, nhưng Magnus chưa đến. Magnus chưa đến. Trôi bị đi đam rồi. Và có vẻ như Bunga cầm trốn luôn. Trong đó là Bukurino dí vào chiếc video của mình. Anh đang có mình đó một cái gậy gốt. Và đây là Guapi quá đẹp đến từ bên phía của Dini. Cộng thêm một CVS nữa thì tôi không tin là Gabi có thể sống được. Aster đang tìm lại chính mình trong trận đấu này. Bukurino may quá, anh ta bay trên trời. May quá là bay trên trời. Nào, Bumi đang cố gắng vớt vát lại game đấu bằng cách đi kéo creep, nhưng con ách này sẽ côn liên tục. Bumi ơi, anh đã có một cái Foxstar và Bumi sẽ bị côn thôi. Nào, XXX. Không tới, không tới. À, họ quan tâm đến quay creep hơn em ạ. Đúng rồi. Họ quan tâm đến quay creep hơn, tại vì là nếu cứ đuổi theo Bumi thì rõ ràng là cái quay creep sẽ bị kéo đi rất là mất thời gian. Nên thà rằng họ clear sạch cái con đệ đấy, cái con đệ mà thôi miền Bumi và họ đẩy mid. Bây giờ Gabi lên bảng, Amel chết. Họ cầm để đi push chứ không phải là đi đuổi theo một con Enchant làm gì cả. Rồi. Và cái khoảng tham minh sớm nhất mà TNC có thể đánh nhau là 60 giây nữa. Còn tập này thì chưa. Tập này thì có thể là một chút xong vào end luôn. End luôn. End luôn. Rất có thể là Aster sẽ end luôn. Đúng rồi. Có vài 7 giây. Nó không đủ. Nào chôn push nhanh lắm. Xong rồi. Aster. Nào họ push cực kỳ nhanh và tôi không tin là TNC sẽ làm được một điều gì đó để cản lại. Thôi xong rồi, Aster sẽ chiến thắng trận đấu này các bạn ạ. Một pha comeback không tưởng mà họ sẽ dí vào trong khu vực nhà thôi. Hai cái bì vàng chóe được bật lên. Chịu. Và nhà tan, cửa nát rồi. Vờ một cú lật kèo ngoạn mục. Thực ra thì TNC tự thừa đâu mà anh. TNC tự thừa đâu. Đúng rồi. Trận đấu này không phải là do Aster thắng, TNC tự thua.